Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Trưởng Ban Tuyên giáo Hoàng Khánh Hùng. Trong những tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh diễn biến phức tạp. Ban Tuyên giáo các cấp đã tăng cường đổi mới, áp dụng công nghệ tin, tổ chức các hội nghị trực tuyến toàn tỉnh. Như vậy, công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh vẫn được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ngừng được đổi mới theo hướng đồng hành, sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngành tuyên giáo của tỉnh cũng đã làm tốt việc chỉ đạo, định hướng thông tin, hoạt động báo chí, xuất bản, dư luận xã hội, đảm bảo tính tư tưởng trong nội dung và hình thức thông tin, kịp thời đưa ra các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới được triển khai trên tất cả các lĩnh vực đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, trên tất cả các kênh chính trị, kinh tế, văn hóa. Từ đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng thế mạnh của Thừa Thiên Huế, cũng như tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch, phản động. Khẳng định ngành tuyên giáo đã luôn đồng hành cùng với Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh trong từng nhiệm vụ, từng chặng đường phát triển, thực sự đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết rút kinh nghiệm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng lưu ý, năm 2023 là năm nhiều chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ban hành cần được tập trung đưa vào cuộc sống. Vì vậy, ngành tuyên giáo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và các công việc đột xuất do cấp ủy giao.